Đây là mã áo Y356, một mẫu áo vô cùng tinh tế. Được thiết kế mút mỏng có gọng, phù hợp với những chị có vòng ngực vừa và to, mặc vào quả ngực của mình sẽ được ôm trọn trong chiếc áo. Với lớp đệm cô tông cao cấp, thấm hút mồ hôi, êm dịu làn da cho vòng một. Gồng dẻo cao cấp, tạo cảm giác thoải mái, không hàn vết, không gò bó, nâng đỡ vòng ngực, tạo khi hấp dẫn. Đùi áo co giãn tốt, ôm trọn vòng ngực của mình, kéo những phần mở thừa dưới cánh tay, làm cho khuôn ngực trở nên đầy đặn, quyến rũ hơn. Được thiết kế hai móc gồm 3 nấc, chỉ việc điều chỉnh để chọn cho mình một nấc áo phù hợp nhất. Dây áo của 12 giờ là dây co giãn, có thể điều chỉnh nâng hạ và tháo rời được. Và hiện tại mẫu áo Y356 gồm có da đen đô, có size 36/80 đến 40/90. 36/80 sẽ có số ký dao động từ 53 đến 60 kg, lưng 71/76, ngực 81/86 cm, size 38/85 có số ký 60/65, lưng 76/79, ngực 86/92. Size 40/90 có số ký 65/70, lưng 79/82, ngực 92/99 cm. Và những mẫu áo của 12 giờ đều được cắt may theo kích thước tiêu chuẩn số đo vòng 1 của người phụ nữ Việt Nam, sản xuất hoàn toàn ở Việt Nam. Theo một quy trình khép kín, chọn lựa kỹ lưỡng, từ nguyên vật liệu, kiểm tra đóng gói và vận chuyển đến tay người sử dụng. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số nguyên vật liệu chính để tạo nên những mẫu áo của 12 giờ. Đây là một lớp vải thun co giãn 4 chiều, cực kỳ mát da, êm dịu làn da và không bị nhầu. Khi được bao phủ lên áo, làm tôn lên được nét sang trọng quyến rũ. 12 giờ lựa chọn loại ren cao cấp nhất, với những hoa văn nổi tinh tế, bắt mắt và không gây kích ứng da, phù hợp với bất kỳ loại da nhạy cảm nào. Và không thể không nhắc đến đó là một lớp lưới. Với những lỗ li ti như thế này, có công dụng là thoáng khí, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Tiếp đến là mút áo. Mút áo tạo nên form áo chuẩn hơn và được ép và dập trước, trải qua nhiều công đoạn để tạo nên. Đưa đến khâu tiếp theo sẽ được đặt vào bên trong quả áo một cách tỉ mỉ, tinh tế nhất. Để đảm bảo form áo trở nên chuẩn hơn, vòng một của người sử dụng êm dịu hơn, nâng đỡ tạo khi hấp dẫn. Và đi đến phần tiếp theo là một điểm nổi bật của 12 giờ là phần gọng áo. Sự khác biệt rõ rệt của những chiếc gọng. Đây là những chiếc gọng ở ngoài thị trường. Những chiếc gọng sắt mặc vào đâm chọc vào người của mình, gây đau, hàn vết, gò bó cho làn da. 12 giờ lựa chọn loại gọng dẻo cao cấp nhất, bao phủ bên ngoài là lớp vải mịn. Bao phủ xong thì đưa đến khâu tiếp theo, đặt vào một cách tỉ mỉ, tinh tế nhất để đảm bảo vòng 1 của người sử dụng không gây đau, không hàn vết, không gò bó và an toàn sức khỏe cho vòng 1. Và những chiếc móc của 12 giờ trải qua nhiều công đoạn để tạo nên. Người thợ may sẽ ráp vào với những đường may vô cùng sắc nét, bên trong kèm theo một chiếc thẻ bài của 12 giờ. Qua mỗi công đoạn sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Và không có sai sót gì sẽ đưa đến khâu tiếp theo. Và ở khâu cuối cùng là khâu đóng gói, sẽ cắt những phần chỉ thừa xung quanh chiếc áo, bắn lên đó là một chiếc thẻ bài. Trên thẻ bài sẽ có ngày tháng sản xuất, size áo, mã áo, giá tiền, mã vạch. Tiếp đến bỏ vào một bọc kín để tránh tình trạng bị ướt và bị dơ. Và đặt vào bên trong một túi xốp có logo của 12 giờ, giao đến tận tay người sử dụng. Và hiện tại công ty An An Phát mang thương hiệu đồ lót 12 giờ đã có mặt trên thị trường Việt Nam hơn 10 năm với hàng ngàn đại lý và hiện đang có mặt trên 58 tỉnh thành và luôn được triệu triệu phụ nữ Việt Nam tin dùng. Và đây là những hình ảnh cửa hàng của 12 giờ có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Những chiếc áo của 12 giờ được đặt trong tủ kính một cách tinh tế, bắt mắt và vô cùng sang trọng. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp phép. Logo của 12 giờ. Giấy kiểm định an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Công ty An An Phát được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận.
Và không ngừng ở đó thì những hóa đơn chứng từ của 12 giờ đều được Bộ Tài chính cấp phép. Và để tạo nên một chiếc áo thì phải trải qua hàng trăm công đoạn với sự góp sức của hàng trăm công nhân, biến hóa thành một chiếc áo vô cùng đặc sắc, hội tụ đầy đủ chất lượng, mẫu mã đa dạng, giá thành phải chăng và vô cùng đảm bảo sức khỏe.